Đó, đâu bấm thường thường nó sẽ ra lỗi khi thực hiện là các bạn, từ từ rồi nó sẽ không có dịch vụ, rồi nó load lại một lần sống nữa là đảm bảo các bạn 100% các bạn bấm lên nè, đó nó không có dịch vụ nè. Rồi mình đợi nè, đợi nó lên và sống rồi các bạn bấm sao gọi là nó phải hiện bảng menu nha các bạn, 100% là nó hiện ha. Rồi các bạn đợi nó đó, nó hiện và sống căng nè, các bạn bấm nè, bấm sao nè, 3, 2, 1, đó thấy chưa các bạn, nó hiện liền. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận được một cái máy là iPhone Lock này các bạn ha. Cái con này là cái iPhone 6S Plus các bạn, 6S Plus mà phiên bản cao các bạn ha, phiên bản tới 14.6 luôn. Cái này phiên bản cao thì mình ghép nó dễ lắm các bạn ha. Thì mình làm cái clip này là chi tiết các bạn theo dõi ha. Cái này là lock nhà mạng AT&T nha các bạn, máy này lock nhà mạng AT&T ha. Thì cái này mình tiếp tục là ghép bằng cái phone SIM IN7 các bạn. Thì hiện tại mình thấy cái phone này nó đang ổn á, thì mình ghép ha. Thì đầu tiên là mình cứ bỏ sim chính vô nè, sim chính thì các bạn phải là sim 4G và đăng ký gói cước data đầy đủ nha các bạn, đăng ký gói 3 4G đầy đủ không, mình bỏ sim vô trước rồi nó nhảy màn hình đặt tên nè các bạn. Thì mình đợi coi thử là cái này đã nhận sim rồi nha các bạn, nhưng mà nó chưa lên sóng ha, nó không có dịch vụ ha. Các bạn đợi cho nó lên và sóng 3 4G đầy đủ là cái sim nó mình ghép ok nha các bạn, là ghép được bình thường ha. Nếu mà cái sim các bạn bỏ vô nó không có lên sóng lên đồ gì hết đó, thì là mình không ghép được nha các bạn. Đó, nó lên rồi nè, lên sóng 3 4G đầy đủ nha các bạn. Rồi sim đã ghép ok các bạn. Rồi giờ mình AT vô nè, AT vô tới cái bước mà nó sim không hợp lệ. Rồi bắt đầu mình bỏ cái sim ghép IN7 vô ha. Hiện tại IN7 thì ghép nó ổn các bạn, mình ghép mấy con mình thấy ổn, giữ sóng tốt các bạn ha. Rồi mình bỏ cái phôi IN7 vô nha các bạn. Cái này mình ghép xong rồi mình thay đổi sim thoải mái luôn các bạn ha. Thay đổi sim thoải mái, nó không có bị đá gian ngặt tiền nha các bạn. Các bạn theo dõi cái clip này kỹ ha. Có nhiều bạn theo dõi mà bấm phím sao nó không có hiện bảng menu á các bạn. Thì các bạn theo dõi cách mình làm cái clip này chi tiết các bạn ha. Thì thường là mình bỏ cái sim IN7 vô với lại cái sim chính vô nè, là nó phải nhảy cái màn hình menu nha các bạn. Nhưng mà cái sim này giống như mình chỉnh nhiều máy quá nó không có nhảy các bạn ha. Không nhảy thì mình bấm lệnh sao gọi nha các bạn. Nhưng mà trước khi các bạn bấm á, thì nhớ là phải để nó lên và sóng căng á, các bạn bấm nó mới có tác dụng nha. Đây là nó đang giờ sóng nè, bỏ vô thì tất nhiên lần đầu nó phải giờ sóng các bạn, nó cứ cái này mình làm mình phải kiên nhẫn nha các bạn. Nó không có dịch vụ nè, các bạn cứ kệ nó đi, để cho nó giờ nè, nó giờ cũng khá là lâu á, cái này cũng 20-30 giây á, các bạn ráng đợi ha. Nhiều lúc các bạn để không có dịch vụ các bạn bấm sao là nó báo lỗi nha các bạn. Rồi các bạn cứ đợi nè, đợi khi nó nhận sóng á rồi các bạn bấm. Rồi chuẩn bị nó lên rồi các bạn, chưa nữa hả? Rồi từ từ nó lên rồi các bạn bấm nha. Các bạn nếu mà các bạn bấm liền á, thì nó sẽ báo lỗi không thực hiện nha các bạn. Đó, nó lên sóng nè, nó lên và sóng nè, ok nè, các bạn bấm nè. Ủa, nó tụt lại nè các bạn. Đó, nó bấm thường thường nó sẽ ra lỗi khi thực hiện nè các bạn, từ từ rồi nó sẽ không có dịch vụ, rồi nó load lại một lần sóng nữa là đảm bảo các bạn 100% các bạn bấm lên nè. Đó, nó không có dịch vụ nè. Rồi mình đợi nè, đợi nó lên và sóng rồi các bạn bấm sao gọi là nó phải hiện bảng menu nha các bạn, 100% là nó hiện ha. Rồi các bạn đợi nó đó, nó hiện và sóng căng nè, các bạn bấm nè, bấm sao nè, 3, 2, 1, đó thấy chưa các bạn, nó hiện liền. Các bạn phải đợi ha, làm cái này thì mình phải cứ kiên nhẫn nha các bạn. Cái này lóc nhà mạng AT&T thì các bạn chọn AT&T, chọn dòng 3 ha, các bạn nhớ chọn lóc nhà mạng nha các bạn, chứ không phải chọn cái nhà mạng của cái sim ha. Rồi các bạn AT vô, thường là nó vô thẳng luôn các bạn. Nếu mà nó chưa lên sóng liền thì các bạn vô menu á, di động á, bấm cái dòng 5 regen nó một lần là ok các bạn. Giờ các bạn cứ AT vô, nó không có dịch vụ rồi, lên sóng sim, sóng trắng, sóng dễ, sóng đồ, sóng ảo gì kệ đó các bạn, không quan trọng đâu. Rồi các bạn bật lên nè, bật chuyển dùng dữ liệu lên liền ha. Rồi cái này là nó lên luôn các bạn, nó lên sóng đồ đầy đủ luôn các bạn ha. Cái này phiên bản cao á, thì nó lên liền các bạn. Rồi các bạn tắt wifi thử coi thử 3 4G nó lên không. Rồi nó lên luôn các bạn ơi. Rồi ngon lành luôn. Cái này thì mình khỏi cần kích sóng lại các bạn ha. Rồi mình đó, cái này là mình bật lên hết rồi, để mình xài 4G thường xuyên cho nó hạn chế nhỡ cuộc gọi nha các bạn. Bấm điểm di cập cá nhân. Rồi nhà mạng AT&T mình không có xài được điểm di cập cá nhân các bạn ha. Thì mình ghép thủ công rồi, mấy cái này thì mình phải chấp nhận nó không có được full như quốc tế nha các bạn. Rồi các bạn test mấy chức năng cơ bản, nghe gọi,
kiểm tra tiền này kia. Nếu mà cái này nó các bạn lưu lưu tên danh bạ mà gọi tới nó không có hiện tên đó, thì các bạn thêm cái đầu số là cộng 84 ha. Cộng 84 thì các bạn lưu bằng đầu thay bằng số 0 đầu tiên bằng cộng 84 thì nó sẽ hiện tên các bạn lưu trong danh bạ nha các bạn. Thì giờ mình test tắt máy khởi động lại này kia coi thử nó có bị giăng hay đá active không nha các bạn. Rồi mình lock cái carrier luôn, mình hướng dẫn các bạn lock cái carrier lại để mình thay sim thoải mái các bạn ha, là nó không có bị nhảy hay đá active nha các bạn. Này lock như mạng AT&T thì mấy cái dòng 6S hay 6S loop mà phiên bản cao á, nó ghép nó đơn giản hơn mấy cái dòng thấp các bạn ha. Rồi tắt máy khởi động lại nè. Đó các bạn thấy không, sóng nó lên bình thường căng đét luôn, nó đâu có nhảy hay đá active gì đâu. Sim Yên 7 hiện tại mình thấy ghép mấy con cho khách thì mình thấy nó cũng ổn nha các bạn. Rồi các bạn vô ứng dụng sim nè. Đó các bạn thấy dòng 6 lock carrier mình bấm vô ha. Bấm vô các bạn để ý nha. Đó dòng 6 lock carrier nó có cái mũi tên đó các bạn. Các bạn bấm nó một cái. Khi nào nó mất cái mũi tên nó là cái lệnh nó thực thi nha các bạn ha. Rồi các bạn đợi khoảng 5 giây đi. Các bạn đợi khoảng 5 giây cho nó có tác dụng rồi các bạn hủy đi ha. Rồi các bạn đổi sim thoải mái nha. Nó có hiện bảng thì các bạn cứ bấm hủy đi, nó hiện một hai lần là nó hết hiện rồi nha các bạn. Đó giờ cái này là sim Mobi các bạn ha. Rồi mình lấy ra nè. Là mình đổi cái sim khác đi, đổi Vina, Viettel hay Vietnam Mobile gì đó, mình có cái nào mình đổi cái đó thử nha các bạn. Ồ mình có cái sim Viettel nè các bạn. Thì giờ mình bỏ vô thử ha, coi thử nó có nhảy hay đá active. Sóng 3G đầy đủ nha các bạn. Mình lock carrier có nghĩa là cái miếng ghép này là mình khóa cái nhà mạng AT&T luôn các bạn. Xài các bạn đổi sim thoải mái ha. Nó không có bị đá giăng active các bạn. Đó giờ bỏ sim Viettel vô nè, coi thử cái nó nhảy hello nha các bạn. Không có dịch vụ. Rồi sóng nó lên luôn các bạn ơi. Đó, sim Viettel là 3G đầy đủ luôn, full luôn các bạn. Rồi giờ mình test những cái chức năng cơ bản coi thử nó có bị nhảy active hay không ha. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình ha. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn.